Và bạn thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một cái địa điểm mà dành cho những bạn nào mà thích đi phượt nè, thích những cái bộ môn liên quan về camping, outdoor, cần kiếm những cái sản phẩm mà nó uy tín, nó chất lượng đến từ những thương hiệu có tiếng á, thì đây ha, đó là cái hàng Twin Tactical. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong, mình dạo một vòng cho bạn xem những cái sản phẩm mà đang có ở trong hàng như thế nào nha. Thì đây mình sẽ có anh Quân ha, là như phụ trách bên Twin Tactical, đây địa chỉ đây. Thì giờ mình sẽ đi cùng với anh Quân, anh Quân sẽ giới thiệu mình sơ một vòng về cái cửa hàng. Rồi, mời anh Quân. Okay, xin chào các bạn, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2024. Hôm nay tụi mình sẽ kỷ niệm một ngày rất là đặc biệt, đó là tụi mình khai trương một cửa hàng mới sau chặng đường 10 năm khởi nghiệp. Thì đây là cửa hàng thứ hai của tụi mình và cũng sẽ là cửa hàng duy nhất trong tương lai. Xin mời các bạn đến với Chuyên Tactical, cửa hàng mới để xem tụi mình bán kinh doanh những sản phẩm gì ở bên trong nha. Thì đến với Chuyên Tactical thì mọi người sẽ có thể là trải nghiệm những cái sản phẩm ba lô túi thuần về cái chủ đề Tactical EDC Outdoor. Đây là những cái khái niệm nó xuất phát từ nước ngoài và nó khá là mới mẻ với thị trường Việt Nam. Tactical nói nhanh thì nó có thể giải nghĩa nhanh thì nó có thể nói là đồ chiến thuật. Đây là những cái sản phẩm dành riêng cho những người quân nhân, nó xuất phát từ quân đội và sau này thì nó được dân sự hóa để có thể bán được cho tất cả mọi người. Đặc trưng của đồ đạc Tactical thì nó rất là bền bỉ và có những cái công năng nó rất là thực dụng để có thể phục vụ cho những người lính, họ thao tác rất là nhanh trong thành phố. Và từ đây, không biết từ lúc nào thì Tactical nó đã trở thành một cái lifestyle, đó là những cái sản phẩm nó dành cho một cái nhóm người nhỏ luôn luôn sẵn sàng trước mọi tình huống và có thể là giúp đỡ mọi người ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Rồi các bạn có thể xem ở đây thì tụi mình có những cái dòng sản phẩm ba lô và túi của thương hiệu 511 Tactical. Đó là một thương hiệu của Mỹ, một nhà thầu quân sự của Mỹ. Đặc trưng của cái thương hiệu này đó là nó sử dụng cái vải ni lông rất là bền và dày. Và thiết kế của nó thì nó sẽ gồm có hai dòng sản phẩm chính, đó là cái dòng sản phẩm thuần quân sự, nó có những cái đai ngang như thế này để có thể là cơi nới hoặc là gắn thêm trên này những cái module nhỏ, những chiếc túi nhỏ hơn để có thể là mở rộng chức năng hoặc là không gian chứa đồ. Đó, nó sẽ có những cái loại ba lô từ lớn tới nhỏ. Đây là một loại ba lô rất là phù hợp với người Việt Nam. Tụi mình đã bán chiếc ba lô này gần 10 năm rồi. Đây là chiếc 511 Tactical Rush 12. Nó sẽ đeo hai vai bình thường. Bên cạnh đó thì nó sẽ có những cái dòng sản phẩm nó đeo chéo một vai để chúng ta có thể dễ dàng linh hoạt xoay chuyển từ trước ra sau, lấy đồ rất là nhanh. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái túi nhỏ. Và đặc biệt gần đây thì 511 Tactical có ra đời một cái dòng sản phẩm gọi là dòng sản phẩm Lovis. Nó dành cho những cái người quân nhân đã nghỉ hưu hoặc là cho lực lượng đặc biệt họ làm nhiệm vụ ở trong khu vực đô thị để họ có thể là ẩn mình trong đám đông và không có bị phát hiện, bởi vì mình đang mang một cái sản phẩm nó mang tính khá là serious đó các bạn. Thì cái dòng sản phẩm này nó có thiết kế nhìn rất là giống một cái sản phẩm thời trang bình thường, và thậm chí cái logo của nó có thể giấu đi được nữa đó. Rất là low vision. Bên cạnh 511 Tactical, nhà thầu quân sự của Mỹ, thì tụi mình còn có thêm những sản phẩm ba lô và túi của Helicontex. Đây là một nhà thầu quân sự đến từ Ba Lan. Đây. Thì dòng sản phẩm này nó cũng có những công năng và tính năng tương tự như 511 Tactical. Tuy nhiên thì nó có nhiều dòng sản phẩm hơn, đặc biệt là những dòng sản phẩm sử dụng trong thành phố nè. Rồi những cái dòng sản phẩm chuyên sử dụng cho việc bootstrap, chơi outdoor. Nó sẽ có cái logo đặc trưng như thế này. Đó, nó có một cái đống lửa. Tiếp theo bên này thì tụi mình sẽ có những cái đồ dụng cụ ăn uống, cookware của K Titanium. Đó. Làm bằng chất liệu titanium. Thì titanium là cái kim loại duy nhất mà không bị cơ thể mình đào thải. Nó rất là bền bỉ, nó chống rỉ sét, nó cứng như thép nhưng nó nhẹ như nhôm. Một cái dòng sản phẩm rất là bền bỉ và rất là tinh tế, được thiết kế rất là đơn giản. Bên này thì tụi mình có thêm những cái sản phẩm bình ly của K Titanium nè. Bên này thì có bình giữ nhiệt của Yeti. Và bên này là Hydroflux, một thương hiệu bình giữ nhiệt mới về Việt Nam và được phân phối bởi Hằng Đặng. Bên này thì sẽ là đèn pin, những cái dòng đèn pin chiến thuật, đèn pin cầm tay, đèn pin đội đầu, đèn pin xe đạp và đèn pin camping của thương hiệu Phoenix đến từ Trung Quốc. Đây là một thương hiệu được tụi mình rất là chú trọng làm thị trường ở Việt Nam, bởi vì cái chất lượng của nó rất là tốt. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi hay là bảo hành sau mấy năm kinh doanh tụi mình ghi nhận nó rất là thấp. Vì vậy Phoenix vẫn là thương hiệu đồng hành với cửa hàng chuyên Tactical tụi mình. Tiếp theo ở phía bên này thì tụi mình có thêm sản phẩm dao của Moranis. Đây là một cái thương hiệu rất là lâu đời, thương hiệu hoàng gia Thụy Điển. Những cái dòng sản phẩm này nó sử dụng cái thép Sandvik của Thụy Điển. Đây là một cái thép nó có thương hiệu bí truyền.
và nó đã có tuổi đời rất là lâu, một cái thương hiệu từ từ Thụy Điển, Bắc Âu. Ở đây thì tụi mình có những cái dòng từ cơ bản cho đến nâng cao. Đây là một chiếc Companion. Ở Việt Nam mình cái con dao cán vàng, dao Thái Lan nó phổ biến như thế nào, thì ở bên châu Âu cái dòng Companion của Moranip này nó phổ biến y như vậy luôn. Thì nếu mà anh em nào chuyên chơi dao, chuyên chơi outdoor thì có thể bắt đầu bằng cây Companion này, sau đó thì có thể nâng cấp lên cây Canspone. Nó thiết kế rất lưỡi rất là hay, lưỡi máy nhiều thành phần để chúng ta có thể nạy vót hoặc là đục đẽo rất là dễ dàng. Cái phần này nó thiết kế vát như thế này để mình lạng da đó. Ngoài ra thì bộ này nó cũng có đi kèm theo thanh đánh lửa nữa. Và cao cấp hơn thì chúng ta có thể là tham khảo thêm cái dòng là Gabbert. Đây là dòng Gabbert, dòng cao cấp nhất của Moranip. Thì những cái con dao bình thường khi mà chúng ta nhìn thấy nó như thế này á, thì cái lưỡi thép á, nó sẽ nằm đâu đó ở cái cho tới cái phần này của cái cán dao thôi. Nó được đúc vào bên trong, nó tới phần này thôi. Riêng cái con này nó có thiết kế full tang. Full tang có nghĩa là nguyên cái cục thép của nó là từ đầu dao cho tới cuối con dao luôn. Tức là trong cái cán này là nguyên một cục thép luôn. Nó sẽ xuyên suốt từ đầu tới cuối luôn. Cho nên là nó rất là chắc chắn, có thể sử dụng cho hầu hết tất cả những cái tác vụ nặng, từ chặt, bổ cho tới là batoning, tức là đặt con dao lên và cầm thêm một cái chày nữa để nện nó xuống, chẻ củi á, thì con dao này nó sẽ đáp ứng được. Ngoài ra thì Moranip cũng có một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cây Eldritch. Cây này thì nó rất là nhỏ, nhìn nó rất là xinh xắn. Nếu mà ai lần đầu cầm vào thì có thể là khá là bất ngờ. Đây, cái lưỡi nó chỉ có tầng này thôi. Thì đây là một cái con dao nó được ra đời từ cái triết lý sống của người Bắc Âu, triết lý Lagom, tức là vừa đủ. Thực ra chúng ta không cần một con dao quá lớn, chúng ta chỉ cần bước vô rừng với một tấc sắt trong tay như thế này thôi là chúng ta đã có thể sinh tồn được rồi. Rất là hay, con dao rất là nhỏ gọn. Điểm tì như thế này là chúng ta có thể dễ dàng gọt hoặc là vót theo cái hướng rất là uyển chuyển. Rồi và cuối cùng xin giới thiệu với mọi người dòng sản phẩm ba lô và túi của Sea Tactical. Đây là một cái dòng sản phẩm rất là tâm huyết của tụi mình, đã vô tình ra đời. Tuy nhiên là đã cũng khẳng định được tên tuổi trên cái thị trường quốc tế. Đây là dòng sản phẩm Sea Tactical. Thì sau rất là nhiều năm, sau khoảng 7 năm nhập khẩu và bán những cái sản phẩm Tactical EDC của 511 Tactical và Helicontext, thì tụi mình tìm ra được những cái ưu điểm cũng như là những cái nhược điểm của những cái sản phẩm thương hiệu nước ngoài mà người Việt Nam thích hoặc không thích, phù hợp hoặc không phù hợp, và tụi mình bắt đầu tích hợp nó lên trên một cái dòng sản phẩm của riêng tụi mình. Đây, đó là Sea Tactical, được thiết kế và sản xuất bởi người Việt Nam. Tụi mình thiết kế nó và tụi mình có một cái xưởng sản xuất. Và sản phẩm của tụi mình rất là may mắn là đã được có tên tuổi ở trên những cộng đồng lớn trên thế giới. Mọi người có thể là nhắc đến, biết đến nó qua những cái cộng đồng, ví dụ như là EDC Malaysia, EDC Singapore hoặc là Cardiology. Đây. Và tụi mình đã là nhà sản xuất tiên phong thử nghiệm hầu hết tất cả những cái loại chất liệu tiên tiến trên thế giới bây giờ, ví dụ như là Cordura hay là Expac từ Dimension Polyant, hoặc là Ecopac Ultra từ Challenge Self Clothes, và đặc biệt là tụi mình có thử nghiệm cả chất liệu Dyneema, một cái loại chất liệu được đánh giá là ở cùng khối lượng thì nó sẽ khỏe hơn thép 15 lần. Thì hồi nãy là coi đã nghe được anh Quân chia sẻ rất là chi tiết về những cái kỹ thuật nó chuyên môn hơn về những cái sản phẩm ở bên chuyên Tactical. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh về cái góc độ của mình ha. Thì bản thân mình cũng không phải là dân chuyên về trong biên outdoor, nhưng mà khi mình được tận mắt nè, sờ tận tay những cái sản phẩm này, có thậm chí là có những cái sản phẩm mình chưa thấy bao giờ luôn, và đó là rất là ấn tượng nha. Và mình muốn điểm danh một số những cái mặt hàng mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích và nó sẽ mang cái tính thực dụng nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày, chứ không riêng gì là cái mảng outdoor hay là camping bạn mới cần xài ha. Thì ở đây mình thấy có một số những cái mẫu túi như thế này đó, với một cái màu đỏ nó cực kỳ đẹp luôn, và đó là cái màu này mình thấy ở ngoài là rất đẹp. Và cái chất liệu vải của các bạn ha, nó là Expac, là vải chống nước và rất là xịn. Tất nhiên là cái chống nước ở đây á, nó không phải gọi là chống nước hoàn toàn, mà nó chỉ giúp bạn chống nước ở trong một cái khoảng thời gian nó ngắn, mà đi một cái quãng đường ngắn thì ok. Tại vì những cái đường dĩ mai ở đây thì nó không phải là dạng chống nước ha, nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn cho những cái đồ mà chứa trong này, rất là đẹp luôn. Và mình thích một cái thiết kế á, đó là bên dưới á, là họ có thêm một cái khu vực để bạn nhét được bình nước hoặc là dù, hay là thậm chí là cả tripod đi,
loại nhỏ á, bạn nào thích đi chụp hình á thì bạn nên mua cái này, đựng phụ kiện, nhét một cái tripod nhỏ ở đây, và đó là cực kỳ xịn sò luôn, và cái khóa cố định đó nó cũng rất là gọn, đó là cực kỳ chắc, thiết kế rất là gọn nhưng mà cực kỳ tinh tế ha, rất là hay, thông minh, đó bạn kéo ra như thế này, đó, sau đó thì bạn thấy mình nhét nước suối trong đây, đó, bạn nhét thẳng một cái chai nước trong này để bạn coi ha. Ở nhớ trong này và có cả một cái dây đai nó sẽ cố định lại luôn, là cho giúp bạn là cái chai nước nó không bị rớt ra ngoài, rất là xịn nha. Và đó là mình đem một trong những cái mẫu túi mà nãy mình đi nãy giờ mình thấy là rất là ấn tượng với mình luôn, thiết kế rất là hay. Đó, nhét trong đây xong cực kỳ gọn luôn. Và tất nhiên là nó sẽ có rất là nhiều cái kích cỡ size khác nhau tùy theo cái sức chứa bạn đựng hàng ngày, hoặc là những cái túi như thế này đó, nó cũng là vải SPAC nhưng mà sẽ có nhiều màu ha, camo cũng có, hay là bạn thích nó gọn hơn đi thì sẽ có những cái loại túi đeo chéo như thế này cũng là vải SPAC, nhưng mà hay cái là nó sẽ có những cái khu vực để bạn dán những cái sticker giống như thế này nha, sticker dạng vải đó, thì một là bạn sẽ có những cái loại bạn dán sẵn ở bên xuyên tactical có bán in lên đây đó, hai là bạn sẽ mình tự làm một cái logo giống như vậy ha, bên xuyên tactical tự làm riêng nè, mình dán lên đây thì nó sẽ deco cái túi mình nó đẹp hơn và nó sẽ mang một, nó thể hiện được cái cá tính của mình nhiều hơn. Đó, rất là xịn ha. Ok, đó là về cái túi đeo chéo. Và thấy rõ ràng đó là trên đây sẽ có rất là nhiều màu, rất là trẻ nha. Cam, rồi chúng ta có sợi dây quang màu vàng nữa. Một cái màu này mình cũng không biết gọi là màu gì, nói chung là đẹp. Đó, thì đây là túi đeo chéo, nó còn có mẫu túi gan nữa. Nó cũng hơi vuông vuông như thế này. Cũng là X-Pack luôn và cũng có những cái khu vực để bạn dán những cái sticker vải lên này. Nhiều màu, mình cực kỳ ấn tượng với những cái túi, thì bạn nào cũng giống như gọi là shipper đi, shipper cao cấp premium á, thì bạn thấy mình ngó những cái túi này đi ship đồ đựng tiền hay chìa khóa thẻ xe, những cái lặt vặt như là bên dự phòng và cáp sạc trong này á, thì vô tư yên tâm. Và có những cái ba lô mà nó xài những cái chất liệu mà mình mới biết lần đầu luôn, như là cái chất liệu này nha, nó không phải là X-Pack mà nó là ultra rồi đó, theo anh Quân chia sẻ là vải ultra thì nó cũng là chống nước rồi rất là bền ha, cực kỳ xịn sò. Và ở đây mình thấy là có cả màu trắng nữa. Đó, trắng thì lúc nào cũng đẹp rồi, mỗi tội thì nó sẽ màu dơ thôi, bạn sẽ cần phải chịu khó kỹ xíu. Đó, đẹp, quá đẹp luôn. Thì sẵn tiện mình cũng cho mình xem sơ sơ ha, khóa kéo thì cũng có chống nước tại bên trong như thế này, sẽ có rất nhiều ngăn bên trong ha, phân bổ để bạn chứa được nhiều cái đồ khác nhau trong này. Đây, đây là một cái video hiếm hoi ha, cho mình xem cận cảnh những cái sản phẩm về outdoor camping túi để bạn tham khảo thử coi coi là nó có đúng cái style của mình hay không. Dạ, ok, chia sẻ những cái mẫu mà mình thấy ấn tượng trong cái không gian này, như là cái mẫu ba lô này đi ha, thì nãy mình có hỏi giá là nó khoảng hơn 1 triệu, nhưng mà nhìn nó cũng đẹp, mặt da nè, có cả khu vực để mình dán logo Việt Nam, đẹp không? Bao nào mà thích brand riêng mình á, dán lên đây là xong rồi. Những cái đeo thì nó cũng có đệm dày, nó thoải mái ha. Rồi sẵn tiện mình có một cái ngăn phía trước như thế này để bạn đựng cái đồ trong, và có những ngăn nhỏ nữa đó, và thêm một ngăn chứa lớn ở đây. Đây ha, bỏ bằng còi nha, dưới này đây để bạn chứa rất là nhiều đồ trong này đó. Đây logo của Tactical Made in Việt Nam nha, hẳn hoi luôn, quá kinh khủng, có thể viết chữ ở đây luôn cũng được nữa. Và bạn thêm mình bỏ thêm một cái túi phụ kiện nhỏ nhỏ trong này nếu bạn muốn, có cả ngăn chứa bình nước nè, ngăn nhỏ ở đây, và đặc biệt đó là sẽ có thêm một cái ngăn mini để bạn chứa những cái phụ kiện lặt vặt ở trên này đó, bộ danh trên này hai chìa khóa thẻ xe rồi đó, bỏ trên này thao tác nhanh rất là tiện. Thì đó là một cái bộ ba lô của bên chuyên tactical họ làm, mức hiện thì ok, chỉnh chu tốt, và có những cái chất liệu vải cũng gọi là chống mài mòn, chống thấm nước đó. Và thêm một số cái khu vực bán như là về dụng cụ đa năng Linamen, hãng này thì quá nổi tiếng rồi ha, không gì có bàn cãi hết, quá xịn, những cái bộ đồ nghề đó, quá đã. Và cuối cùng một cái khu vực khác nữa đó là về bình ly giữ nhiệt ha, outdoor camping thì cũng phải có. Thì đây là cái thương hiệu Hydro Plus, thì mình đã có xài và xài ngon, uy tín ha, bình ok đó. Và có xịn hơn nữa là chúng ta có sản phẩm titanium, cái này thì nó quá tuyệt vời với mình rồi bạn ha, nó quá xịn rồi, nó rất là nhẹ nhưng mà quá ngon luôn, titan đàng hoàng nha, có cả cái bình tròn do, dễ thương lắm đó, cực kỳ xịn.
có cả Gia Tây. Còn đây là về những cái sản phẩm liên quan đến việc là chiếu sáng của Phoenix, thì mình cũng đã có mua, có xài và có review nhiều đồ của Phoenix rồi, đánh giá chất lượng nó ok, nó cân bằng giữa giá thành và cái chất lượng, có cả đèn pin cầm tay, đèn cam pin và có cả đèn đội đầu nữa. Bạn nào mà đi trekking thường á thì những cái mẫu đèn như này sẽ rất là quan trọng nè. Ok ha, thì đây là một cái clip có thể xem là khá là chi tiết về cái địa điểm để bạn muốn tìm kiếm những cái sản phẩm liên quan về outdoor camping mà nó phải đảm bảo là có chất lượng, nó phải ok, thương hiệu tốt, uy tín và giá thành nó cũng hợp lý. Ok ha, thì bạn nghĩ sao về clip này thì bạn chỉ việc comment bên dưới và cái link cũng như là cái địa chỉ của cửa hàng á mình để ở phần mô tả để cho mình còn kỹ hơn. Rồi, chào bạn.